Ừ, dạ. Đưa đây cho Dân. Đây nè. Nè, anh uống đi. Cảm ơn chú đã giúp con. Nếu không, con không biết mình sẽ ra sao nữa. À mà chú, nhà chú ở đâu? Sao lại lên đồ đèn làm gì? Nam, chào con bác. Sao rồi? Con không sao. Mà con đi đâu bị rắn cắn vậy? Dạ, anh Nam lên đồ thì bị rắn cắn. Cũng may là có chú Câm ở đây, chú giải độc rồi đưa anh Nam về đây đó bác. Nhìn ông quen quen, hình như tôi có gặp ông ở đâu thì phải. Có phải ông từng làm việc ở nhà tôi với ông Y Tin không? Không ngờ ông lại là người cứu con tôi. Trước đây nếu tôi có làm gì không phải, mong ông bỏ qua cho. Cảm ơn ông nhiều lắm. Lần trước gặp ba nói sẽ có cách vào nhà Trường Thịnh. Thật không ngờ ba lại dùng anh Nam làm mục tiêu. Ba đã bắt đầu ra tay với Nam rồi. Nếu vậy anh ấy chắc chắn sẽ nguy hiểm. Nếu như bà thật sự đối phó với anh ấy thì mình phải làm sao đây? Con tới rồi hả? Ba, tại sao ba lại ở đây? Ba có biết là nguy hiểm lắm không hả? Con không cần phải lo chuyện đó. Có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Ba nói cho con nghe đi, tại sao ba lại cho người thả rắn hại anh Nam? Ba muốn anh chết hả? Nếu ba muốn giết nó thì ba đã không giải độc cho nó. Giờ chưa phải lúc ba ra tay với nó. Con có vẻ lo lắng cho nó thì phải. Con đừng quên con là ai mà nó là ai. Con biết con là ai mà. Ba không cần phải nhắc con đâu. Nhưng mà ba nói con nghe đi, mục tiêu của ba là ai? Mục tiêu của ba là ông Thịnh, con trai lão ta. Chỉ là con cờ cho ba tiếp cận ông ta dễ dàng thôi. Tất cả đều nằm trong dự tính của ba. Không có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay của ba đâu. Con hiểu rồi. Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ nghe lời ba. Con đang chờ cơ hội để trả thù. Con sẽ bắt lão ta trả giá hết những gì mà lão ta đã gây ra cho con. Vậy mới đúng là con gái của ba chứ. Chuyện như vậy là sao? Mà nhìn tao như vậy là có ý gì? Tất cả những gì kiếm hô bị như vậy, tao cũng là người không biết. Mày phải biết rõ hơn chứ. Nghĩa là sao? Ý mày nói là tao cố tình đó hả? Tao không nói mày cố tình, nhưng cũng không khác là như vậy. Mày, khu kiếm hô là do mày quản lý. Nếu như mày không lơ là, không chủ quan thì làm sao xảy ra tình trạng như vậy được? Ai lơ là? Ai chủ quan? Tất cả những chuyện xảy ra tao cũng không muốn. Vậy tao cũng không hiểu tại sao là như vậy nữa. Nhưng tao có thể nói cho mày biết, công việc ở trang trại này tao đã làm hết mình. Và tao tin mình không có lỗi, mình không làm sai. Sự việc xảy ra như vậy rồi còn cố chối cãi nữa hả? Mình thiệt hại bao nhiêu mày biết hay không? Số hợp đồng rau cải với bên siêu thị lấy đâu mà ra? Đồ thiếu trách nhiệm. Mày đang lên mặt với tao đó hả? Uổng công tao đã tin tưởng mày.
Mày là một thằng vô dụng. Mày đủ rồi đó. Nếu mày còn làm tới, tao sẽ không nhịn mày đâu. Chuyện xảy ra như vậy nè, mày đừng nghĩ là chỉ một mình mày sót thôi. Không phải mày thất vọng về tao, mà chính tao mới là người thất vọng về mày đó. Ủa, Bảo, Bảo với anh Nam đã kiểm tra hết số vệ cái mô chưa? Bảo, Bảo làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Bao nhiêu công sức mình bỏ ra, bị đổ sông đâu biển hết rồi. Nếu như nó không bất cẩn, làm sao mà xảy ra tình trạng như vậy được? Anh bình tĩnh ngồi xuống nghe em nói đã. Ngồi xuống đây đi. Chuyện này mình cũng không thể nào trách Bảo được. Hôm qua em với Bảo đi kiểm tra, mọi thứ vẫn còn bình thường. Vậy mà sau một đêm thì mọi chuyện đã trở nên như vậy đó. Chính vì vậy khi anh hỏi thì Bảo rất là ngỡ ngàng, không hiểu lý do tại sao. Anh lại trách Bảo là người vô trách nhiệm, làm sao mà Bảo không giận cho được chứ. Anh không biết, nếu như mà anh biết mọi chuyện đã diễn ra như vậy thì đã không xảy ra xung đột với thằng Bảo rồi. Thật sự anh rất rối, anh không thể suy nghĩ gì khác được. Lỗi cũng tại em. Nếu em không đi theo chú Câm qua bên kho chứa phân để kiểm tra thì em đã có mặt để ngăn cản hai người lại rồi. Anh nè, lần này á thì Bảo giận thiệt đó. Bảo còn đòi về thành phố nữa. Anh đi nói chuyện với Bảo một lần đi. Bảo, Bảo đang làm cái gì vậy? Bảo vô đây đi. Có gì á thì tụi mình còn từ từ nói chuyện chứ. Bảo ngồi xuống đây. Bảo nghĩ mình không cần thiết nói chuyện với nhau nữa đâu. Bảo đã quyết định rồi. Bảo à, Bảo đừng có như con nít nữa có được không? Cả như cũng nói Bảo là con nít hả? Bảo còn lại đây làm cái gì nữa? Không phải, ý của Dân không phải như vậy mà. Thì ta có lỗi. Đáng lý ra ta không nên lớn tiếng với mày lúc đó. Tại vì tao không kiềm chế được cơn giận của mình. Thôi, mày đừng đi. Mày không có lỗi. Tao có lỗi, tao đi. Bảo à, Bảo bình tĩnh lại một chút có được không? Nhưng đừng có nói gì nữa hết đó. Ba đã quyết định rồi. Tao xin lỗi mày rồi. Mày còn muốn cái gì nữa? Mày càng ngày càng quá đáng đó nha. Tao không cần mày xin lỗi. Chúng ta ngang hàng với nhau. Tao không phải công nhân của mày. Mày cũng không phải ông chủ của tao. Đừng hở một cái lại lên mặt vậy đời tao như vậy. Mày nói đúng. Tao không thích hợp để làm công việc này. Bảo à, lúc này công việc của ông sao rồi? Cũng bình thường thôi mà. Bà lo chi cho nó mệt. Ủa, mẹ. Con. Trời ơi, sao con về mà không báo cho ba mẹ biết trước? Con, để mẹ làm món gì ngon ngon cho con ăn nha. Con muốn làm ba mẹ bất ngờ mà. Ông ơi, con nó về rồi nè ông. Về rồi đó hả? Thưa ba, con mới về. Về rồi thì chừng nào đi? Vô đi con. Ngồi đi con. Chừng nào đi? Kìa ông, con nó mới vừa về mà ông nói như vậy, chẳng khác nào là ông muốn đuổi nó đi à. Lần này con về đây luôn. Ủa? Hả? Con nói sao? Con về luôn thiệt hả? Dạ. Anh hai. Nhi. Anh nói về đây hẳn là sao? Còn công việc trang trại thì sao hả? Anh không muốn làm trên đó nữa. Tại sao? Tại sao lại thay đổi?
Chẳng phải anh thích công việc này lắm hay sao? Bây giờ anh về đây thì công việc trên đó gian dở hết rồi. Đã nói là anh không muốn làm nữa, anh muốn về đây làm kinh doanh với ba. Chắc chắn là có lý do gì. Tại sao anh... Tỷ Nhi, con đừng hỏi anh hai con nữa. Anh hai con làm như vậy là đúng đó. Bảo à, con làm như vậy là sáng suốt đó. Ba ủng hộ con. Dạ. Đi đường mệt không con? Ăn đi con. Nhi, về việc hợp đồng với trang trại, anh hy vọng em làm đúng theo hợp đồng. Đừng có cố tình làm khó họ nữa. Làm sao em có thể tìm ra được một trang trại cung cấp rau vừa sạch vừa rẻ như họ được? Cho nên em... Tại sao chứ? Anh đã rời khỏi trang trại rồi. Đó đâu phải là việc của anh đâu. Nhi à, em nói vậy mà nghe được hả? Kinh doanh á, là uy tín phải được đặt lên hàng đầu. Em làm vậy á, nghĩa là mất uy tín của công ty. Thì hãy dám làm ăn với mình. Anh nói như là quan tâm công ty lắm vậy. Mà nghĩ cũng tức cười thiệt. Anh và anh Nam đã trở mặt với nhau rồi, thì lý do gì phải binh vực cho ảnh? Anh không binh vực ai hết. Công việc là công việc. Em đã ký hợp đồng như thế nào á thì em nên làm đúng như vậy. Đừng có cố tình làm khó trang trại Trường Thịnh nữa. Em hiểu không? Nhưng mà em... Ý Nhi, anh hai con nói đúng đó. Con cứ việc làm theo ý của anh con đi. Bảo nè. Dạ. Lần này con về, ba thấy con trưởng thành hơn trước rất nhiều. Xử lý công việc rõ ràng, rồi có tình có lý nữa. Ba rất vui vì điều đó. Dạ. Thôi, cả nhà ăn cơm đi chứ. Trong bữa ăn á là không được nói chuyện công việc. Ăn đi. Ăn cơm đi, tụi con ăn cơm đi. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Mới hôm qua Bảo vẫn còn ở đây, cùng làm việc, cùng vui đùa với tụi mình. Vậy mà bây giờ... Em đang trách anh đúng không? Tại vì anh quá hồ đồ nên Bảo mới bỏ đi như vậy đúng không? Em không trách anh. Nhưng mà... Thôi, mình cứ cho Bảo thời gian để bình tâm lại, rồi mình sẽ nói chuyện với Bảo sau cũng được. Anh nè, em mới vừa đăng tuyển thêm công nhân, có hai người xin vô làm đó. Vậy à? Nè, cậu có sao không? Anh là... Sao tôi thấy lạ quá? À, tôi tên là Toại. Năm nay tôi trên 30 rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây đó. Cậu có phải là cậu Nam không? Là chủ trang trại này hả? À, tôi có nghe dân nói qua rồi. Vậy hôm nay anh đi làm luôn hả? Dạ. Chú Câm. Đây là anh Toại, anh mới đi làm hôm nay. Có chuyện gì chú chỉ anh nha. Chào chú. Chú ấy bị câm nhưng mà vẫn có nghe được. Anh có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi chú chỉ anh cho. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ. Dạ. Mấy cậu đã làm ở đây lâu rồi, chắc là quen thân với cậu Nam lắm hả? Cậu Nam tốt bụng lắm. Nếu vào đây làm á thì cứ yên tâm đi. Cậu Nam không bao giờ la mắng ai đâu. Đúng rồi đó.
Cậu Nam thường ở đây suốt hay là về bên biệt thự vậy? Ủa, cậu mới tới đây mà cũng biết ba mẹ cậu Nam ở bên biệt thự nữa hả? Trời, có gì đâu, biệt thự Trường Thịnh nổi tiếng lắm mà, ai mà không biết, người trong làng người nào cũng biết hết á. Tôi thấy cậu đâu phải là người dân trong làng này đâu. Ừ, à, tại vì tôi mới về, nghe nhiều người nói quá cho nên lại đây xin việc làm đó. Hả? Anh chưa ngủ à? Cậu Nam, chắc là chỗ lạ, khó ngủ phải không? Chắc là vậy. Có chuyện gì mà tôi thấy anh tâm trạng quá vậy? Không có gì đâu, chỉ là... Mà thôi, cậu đừng có bận tâm. Có chuyện gì thì anh cứ nói, bộ công việc có khó khăn gì à? Không, công việc rất tốt. Chỉ là... Anh cứ nói. Chuyện về khu đất này, anh biết chuyện gì? Tôi có nghe nói là khu đất này đã xảy ra tranh chấp và người chủ cũ đã bị thua kiện và bị cưỡng chế. Nhưng ông ta nhất định là không rời khỏi miếng đất này, và người ta thường gọi ông ta là ông Sâm đó. Nhưng không hiểu vì sao cả gia đình của ông ta bị một tai nạn rất là thảm khốc, và đột nhiên cả gia đình ông ta biến mất. Người ta nói cả gia đình ông ta đã chết hết rồi. Tại sao? Tại sao anh lại biết được chuyện này? Nhưng ông ta vẫn còn sống, và ông ta ẩn náu ở một nơi nào đó mà không có ai biết được. Người ta kể rằng ông Sâm may mắn được một gia đình trên núi cứu sống, nhưng sau đó ông ta đi đâu thì không ai biết được. Nhưng anh có biết được gia đình đó là gia đình nào, ở đâu không? Tôi không biết gia đình đó là gia đình nào. Tôi chỉ biết họ sống ở một làng gần đây, đó cũng là nơi ông Sâm rơi xuống vực. Thank you.
À Toại, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy cậu? Những chuyện anh nói với tôi đêm qua, tại sao anh biết được? Những chuyện trong quá khứ khó ai mà biết được lắm, nhưng mà tại sao anh biết? Anh là ai? Tôi biết được cái gì thì tôi nói cái đó thôi. Bộ không đúng hả cậu? Anh đừng đóng kịch với tôi. Thật ra thì anh là ai? Và anh tiếp xúc với tôi với mục đích gì hả? Điều mà tôi là ai quan trọng với cậu dữ vậy sao? Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cậu nên xác minh lại những gì tôi nói có phải là sự thật hay không mới đúng chứ. Anh đừng có đùa với tôi nữa. Anh là ai? Với tuổi đời của anh thì những chuyện xảy ra trong quá khứ, lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc thôi. Làm sao anh biết hết tất cả mọi chuyện hả? Những hành động của anh tôi rất là nghi ngờ. Tôi là ai không quan trọng. Cái quan trọng nhất là những điều mà tôi nói là sự thật đó. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là một cái thằng dễ dàng tin bất kỳ ai. Anh lấy gì đảm bảo với tôi những lời anh nói đó không phải là dối trá hả? Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu gặp một người. Lúc đó cậu sẽ biết hết tất cả mọi chuyện. Có người muốn gặp anh kìa. Thì ra là anh à. Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? Bây giờ cậu đã tin lời tôi nói chứ? Anh Tính là người đã theo ba cậu rất nhiều năm, vậy làm cho ba cậu không ít việc. Lời nói của tôi chắc là cậu không nghi ngờ nữa chứ? Làm gì nữa vậy? Lỡ người ta phát hiện rồi sao? Không sao, không quan trọng đâu. Ba tới gặp con là có một chuyện cấp bách. Có chuyện gì vậy ba? Sự xuất hiện của một kẻ không mời làm cho ba vô cùng lo lắng. Kẻ không mời? Ba đang muốn nói ai vậy? Thằng Toại. Nó chỉ mới xuất hiện ở trang trại này có mấy ngày, nhưng hình như nó biết rõ về quá khứ, những chuyện đã xảy ra ở khu đất này. Thật ra nó là ai? Tại sao nó lại biết quá nhiều chuyện như vậy? Con không có biết người này. Nếu đúng như ba nói thì người này có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của cha con mình đó. Chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy bây giờ ba muốn con phải làm gì đây? À, tạm thời thì chưa. Ba sẽ để ý hành động thằng Nam, đồng thời tìm hiểu rõ lai lịch thằng Toại này. Nhưng con cũng phải cẩn thận, tránh có kẻ theo dõi đó. À, anh ơi, anh cho tôi hỏi nhà ông Tuyên nằm ở chỗ nào vậy? Anh đi thẳng vào trong này, rồi vô trong này anh gặp một người dân, rồi anh cứ hỏi là sẽ biết nhà ông Y Tuyên ở trong đó. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì.
À, có chuyện gì anh? Chào anh, cho tôi hỏi nhà ông Y Tuyên nằm ở đâu vậy? Anh lên trên kia rồi hỏi tiếp. Dạ, dạ cảm ơn. À, không có gì. Mẹ, vô trong đi mẹ ơi. Ở ngoài này trời gió dữ lắm. Mẹ đang còn bệnh mà mẹ ra đây làm gì vậy? Mẹ vô nhà đi, để bị cảm lạnh bây giờ đó. Mẹ khỏe rồi, bây giờ ra ngoài hít thở khí trời. Ở trong nhà tù túng lắm. Thôi được rồi, ở ngoài này gió lớn lắm. Mẹ nghe lời con vô nhà nha. Ờ, không sao, mẹ vận động chút cho nó khỏe mà. Mẹ à. Nè. Nè, ông tới đây làm gì? Ông theo dõi tôi hả? Chị nhớ tôi không? Ông là... Tôi Sâm đây. Anh Sâm? Anh còn sống sao? Ừ. Vậy mà tôi cứ tưởng anh đã... Mời anh Sâm uống nước. Nhanh thiệt. Mới đây mà. Tôi còn nhớ rất rõ cái hôm đó. Cái hôm mà chính mắt nhìn thấy chú Tài chết. Tôi bị rơi xuống vực. Nhưng may mắn dưới phải cành cây nên thoát chết. Sau đó được người ta đem về cứu chữa. Thì tôi thoát chết. Nhưng mà hình hài của tôi biến thành như vậy. Hắn giết được tôi, nhưng mà tên sát nhân đó có buông tha cho chú Tài đâu. Thiệt khổ, chú Tài quá xấu số mà. Sau đó tôi bình phục lại, tôi có đi tìm chị và cháu, nhưng mà không tìm được. Từ đó đến giờ, chị và cháu sống thế nào? Ngày ấy, ông Tài nhà tôi sợ hai mẹ con tôi gặp nguy hiểm, nên đã đưa hai mẹ con tôi đi sống nơi khác. Ừ. Một mình ông ấy trở lại nơi khu rừng quan. Nói là giải quyết một số việc, nhưng đi mãi không về. Cách đây không lâu, hai mẹ con tôi có trở lại nơi ông Tài ra đi để thắp nén hương cho ba nó, để hương hồn của ông ấy đỡ tủi thân. Lúc đó mẹ con tôi có nghe có hai người đàn ông á rơi xuống vực, một người thoát chết, còn chồng tôi không may mắn. Chị à, chị đừng quá đau khổ như vậy. Hôm nay tôi gặp chị và cháu đây, thì coi như là hương hồn của chú Tài cũng đã được thanh thản một phần nào rồi. Cháu đã đi tìm về ngôi làng ngày xưa để tìm hiểu về vụ án của chú, vì vậy cháu mới biết là chú vẫn còn sống. À, cháu đã đến tìm nhà chú, nhưng mà nhà đã bỏ hoang từ lâu rồi. À, không ngờ hai chú cháu mình gặp nhau trong trang trại Trường Thịnh mà không hay biết. À, mà sao chú lại giả câm vậy? À,
chú dài dòng lắm. Cũng vì bất đắc dĩ chú mới đóng vai một lão câm như vậy, phải sống chung với kẻ thù đã từng hại mình năm xưa. Mày đang làm gì ở đây vậy? Dân, bữa nay Mai rảnh, Mai qua kiếm Dân nói chuyện cho vui đó mà. Vậy hả? Giữa Dân và Mai chắc là không nói chuyện vui vẻ như lúc trước được nữa. Được thôi, nếu không làm bạn được thì làm kẻ thù cũng được mà. Có cần phải rõ ràng như vậy không? Lúc trước Dân rất là tin tưởng Mai, nhưng càng ngày Dân càng thất vọng về Mai. Mai quá ích kỷ, chỉ vì muốn có tình cảm của anh Nam thôi mà Mai đã bất chấp tất cả thủ đoạn. Phải đó, là tôi thủ đoạn đó rồi sao? Còn cô, cô có ích kỷ hay không? Lúc cô cần nhờ giả tôi thì cô với anh Nam qua cầu xin tôi, còn lúc xong chuyện rồi thì hai người hạnh phúc bên nhau. Vậy là sao? Vậy là có công bằng với tôi hay không? Cô nói đi. Mai, những gì cô làm do cô tự nguyện, chúng tôi không hề ép buộc. Như vậy không có nghĩa là chúng tôi đã lợi dụng cô. Anh còn dám nói là anh không lợi dụng tôi sao anh Nam? Vậy còn những lúc anh ở bên cạnh tôi, anh quan tâm, lo lắng chăm sóc cho tôi, vậy là sao hả anh Nam? Có một điều tôi muốn khẳng định cho cô biết, ngay từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã không có thiện cảm với cô. Và càng ngày khi biết được bộ mặt thật của cô, tôi càng ghê sợ cô nhiều hơn. Anh, nếu như muốn nói rõ thì không cần phải che giấu làm gì. Chuyện của cô và ba tôi, ngay từ đầu tôi đã biết. Thậm chí tôi còn biết được ý đồ cô muốn đặt chân vào căn nhà của tôi. Cô muốn thâu tóm mọi điều hành trong xưởng rượu. Tất cả mọi chuyện tôi đều biết hết. Chỉ tiếc rằng ba tôi không sớm nhận ra bộ mặt thật của cô. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có giở trò nữa. Cô sẽ không bao giờ qua mắt được tôi đâu. Tốt thôi, nếu như anh đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ ráng chờ. Tôi chờ coi anh tìm cách gì để lột được bộ mặt thật của tôi trước mặt ba anh. Tôi chỉ sợ lúc đó người đau khổ là mẹ của anh chứ không phải là tôi đâu. Mẹ à, ông ta đã đi rồi. Chuyện này là sao hả Tội? Tại sao ông ta lại biết hai mẹ con mình ở đây? Vậy tại sao ông ta lại tìm đến chúng ta vậy? Mẹ thấy lo quá. Toại, Toại, con đang có chuyện gì giấu mẹ phải không? Nếu con không nói rõ, từ nay á, đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ không có đứa con bất hiếu như vậy. Mẹ, mẹ, mẹ đừng giận con mà, con sẽ nói rõ cho mẹ nghe. Thật ra con đến trang trại Trường Thịnh để làm là con muốn tìm hiểu về sự thật cái chết của ba. Sau đó anh Tính đã gặp con. Anh ta chính là trợ thủ đắc lực nhất của ông Thịnh, và anh ta muốn kết hợp với con để trả thù ông Thịnh. Vậy con... Mẹ à, mẹ đừng lo, con kết hợp với anh ta chẳng qua là muốn có thêm sức mạnh mà thôi. Nhưng không ngờ con lại gặp ông Sâm ngay tại trang trại Trường Thịnh. Thật ra con không nhận ra ông ta, bởi vì lúc đó ông ta giả câm. Khoan đã, ông ấy không phải là tay dừa đâu con. Con đừng có đùa với lửa. Con quên đó, tại vì sao chúng ta phải đến tận nơi đây trốn chui trốn nhủi. Chính vì trốn chui trốn nhủi bao nhiêu năm nay nên bây giờ con không muốn lẩn trốn như vậy nữa. Con phải đối diện với sự thật, con phải tìm hiểu ra cái chết của ba, và nhất định con sẽ trả thù cho ba. Toại ơi, con đừng có nghĩ tới chuyện trả thù nữa. Toại à, mẹ xin con đó, mẹ chỉ có một mình con thôi. Mẹ chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên con bên cháu là đủ vui rồi Toại à. Mẹ à. Không, con phải nghe mẹ.
Mẹ không muốn ngày ngày phải lo lắng sợ hãi vì con bị đe dọa tính mạng. Mẹ à, chú đến như vậy có làm phiền mẹ cháu không? Vì chú muốn nói chuyện riêng với cháu. Chú thấy có vẻ như mẹ cháu không đồng tình việc cháu đến làm ở trang trại Trường Thịnh. Mình qua kia ngồi đi. Nhớ năm xưa, chú với bà cháu là anh em chí thân. Hai anh em đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, kể cả sự nguy hiểm. Những tưởng mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp, nhưng mà không phải như vậy. Tất cả cũng vì Lão Thịnh. Nếu hắn ta không đuổi cùng giết tận thì ba cháu đã không bị mất mạng, và chú nè cũng không trở thành thân tàn ma dại như thế này. Giờ chú và con gái đang sống trong nhà của hắn, chỉ cần có cơ hội, nhất định chú bắt hắn phải trả giá những gì hắn đã gây ra. Bây giờ có thêm cháu, có thêm sức, chúng ta sẽ bắt kẻ thù phải trả giá. Cứ tưởng mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp, nhưng mà không phải như vậy. Tất cả cũng vì Lão Thịnh. Nếu hắn ta không đuổi cùng giết tận thì ba cháu đã không bị mất mạng, và chú nè cũng không trở thành thân tàn ma dại như thế này. Giờ chú và con gái đang sống trong nhà của hắn, chỉ cần có cơ hội, nhất định chú bắt hắn phải trả giá những gì hắn đã gây ra. Bây giờ có thêm cháu, có thêm sức, chúng ta sẽ bắt kẻ thù phải trả giá. Cậu đó không biết là sao, tất cả đơn đặt hàng đều do cậu phụ trách. Bây giờ cậu đó cậu không làm được, đơn hàng đều bị trả hết lại rồi. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Có nhiêu đó gì cũng không xong. Thôi thôi, không có giải thích gì hết á. Nếu cậu làm không được á thì hôm nay đừng đi làm nữa, coi như cậu bị đuổi việc. Chú có chuyện gì vậy chú? Bực mình. Có phải là trục trặc bên khâu tiếp thị nữa không? Cháu lo quá à. Mà cháu nói với chú rồi, ông Hoàng mà lên chức giám đốc tiếp thị là không có ổn đâu. Ông không có kinh nghiệm gì hết á. Tất cả đơn đặt hàng mới đều bị quỷ, bao nhiêu vốn đều đầu tư vô đó. Bây giờ không biết lấy tiền đâu mà xây sở chuyện khác đây. Đúng là lũ ăn hại mà. Thôi đi chú, đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái quan trọng bây giờ là phải tính toán làm sao quy động nguồn vốn cho xưởng rượu kìa. Chú đang đau đầu lắm đây. Trường Thịnh xưa nay là một công ty lớn, có uy tín trên thị trường. Bây giờ mà hạ mình đi vay vốn á, còn gì tên tuổi của Trường Thịnh nữa, nhục lắm. Cứ từ từ rồi cũng có cách mà chú. À, chú nè. Ừ? Cháu nghe nói bên trang trại lúc này gặp nhiều sự cố lắm luôn đó. Hiện tại siêu thị không nhận hàng nữa, còn anh Nam với anh Bảo, hai người đó bây giờ mâu thuẫn nhiều lắm. Anh Nam ảnh cứ bỏ đi đâu hoài à, anh không có lo cho trang trại. Với cái đà này, cháu sợ trang trại sẽ không tồn tại được lâu đó chú. Nghiêm trọng đến vậy sao? Cháu nói thật mà. Nếu chú không tin cháu, chú cho người qua đó xem xét đi. Trước đây chú nghe theo lời mẹ con đó, cho lấy miếng đất làm trang trại. Rốt cuộc làm ăn chẳng ra sao. Chú, nếu đã vậy rồi, sao chú không bán luôn phần đất bên trang trại đi, rồi mình lấy số tiền đó mình đầu tư cho những dự án lớn bên xưởng rượu, như vậy tốt hơn nhiều đó chú.
Thoại. Cô Dân, anh đã quen công việc ở đây chưa? Hôm nay tôi làm khá ru rồi, cũng nhờ chú Sâm giúp đỡ nhiệt tình, cho nên tôi cũng đã dần dần quen với công việc. Như vậy là tốt rồi. Dạ. À, hồi sáng giờ chú Cầm với anh có thấy anh Nam ở đâu không? À, hình như là cậu Nam ra ngoài từ sáng sớm rồi cô. Mà sao cô không gọi điện thoại cho cậu Nam thử coi? Em có vô lán trại tìm, thấy điện thoại đang sạc mà không thấy ảnh đâu hết. Ủa, vậy à? Ừ. Thôi, anh làm tiếp đi nha. Dạ. Đâu? Dạ, anh Nam ra ngoài có công việc rồi. Dạ, con mời bác vô nhà uống nước. Thôi khỏi. Mai nghe nói là trang trại đang gặp nhiều khó khăn mà. Sao anh Nam có vẻ thảnh thơi quá vậy? Tất cả mọi chuyện ở đây bây giờ anh Nam giao cho Dân hết sao? Nãy Dân đã nói rồi, anh Nam ra ngoài là vì công việc mà, cho nên tất cả công việc ở trang trại Dân thà anh quán xuyến hết. Vậy hàng ngày sổ sách quá đơn, sức nhập của trang trại, ai là người quản lý, cháu hay là anh Nam? Dạ, bình thường thì cháu hay giúp anh Nam tính toán đơn hàng và thu chi trong trang trại. Vậy lợi nhuận những tháng gần đây được bao nhiêu? Dạ, chuyện này thì cháu cũng không rõ nữa. Sao kỳ quá vậy? Dân nói là Dân thay anh Nam quản lý hết, mà lời lỗ của trang trại Dân không biết. Vậy là sao? Như vậy xem ra những lời cháu nói có thể đúng. Đúng là làm ăn chẳng ra sao. Một lát thằng Nam về á, nói lại với nó là có chú tới đây, biểu đi về gặp chú gấp. Dạ, mình đi. Cháu biết rồi. Mai đi nha. Đó, chú thấy không? Mọi chuyện đều do Dân quản lý. Trong khi đó, anh Nam cứ bỏ đi ra ngoài, phó mặc mọi chuyện không lo. Tình trạng như vậy thì làm sao trang trại không có chuyện cho được? Nếu mà chú không sang đó tận mắt chứng kiến thì chú sẽ không tin. Một trang trại như vậy mà nó giao cho người chân yếu tay mềm, đúng là làm ăn chẳng ra sao. Chú, vậy chú có quyết định lấy lại trang trại không? Chú tính nhanh đi. Bây giờ xưởng rượu của chú đang gặp khó khăn, cần có vốn lưu động, mà cứ để tình trạng như vậy hoài khó cho chú lắm á. Ừ, chắc có lẽ phải làm vậy mới cứu được xưởng rượu. Chú đúng là một người đàn ông quyết đoán. Cháu giỏi lắm. Người đàn ông như vậy mới làm cháu ngưỡng mộ được chứ. Anh đi đâu từ sáng giờ vậy? Anh có chút chuyện phải đi tìm hiểu. Sao em không về nhà nghỉ ngơi đi, chờ anh chỉ vậy? Anh chưa về, làm sao mà em nghỉ ngơi được chứ? Với lại em chờ anh về đây để nói cho anh biết là hôm nay ba anh và Mai qua đây để tìm anh đó. Tìm anh? Ừ. Để làm gì? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà hình như đây là ý của Mai thì phải. Em về nghỉ đi, anh qua gặp Toại có chút chuyện. Mới sáng ra mà siêng năng quá vậy, để anh phụ cho. Thôi. Anh nè, hôm nay em thấy anh có tinh thần hơn rồi đó. Không giống như là mấy bữa trước, anh cứ như người mất hồn, không tập trung vào công việc gì hết.
Anh xin lỗi, mấy ngày qua vất vả cho em nhiều rồi. Em thì không sao, em chỉ lo cho. Mà anh nè, dạo này á em thấy ba anh để ý đến việc anh thường xuyên vắng mặt ở trang trại rồi đó. Anh lựa lời giải thích với ba anh đi, chứ em thấy bác không có vui đâu đó. Với anh bây giờ mọi chuyện vẫn còn đang mập mờ lắm, anh cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ, anh cứ như vậy hoài làm em lo lắm. Anh không sao đâu, em yên tâm đi. Đây chỉ là chuyện cá nhân thôi, anh sẽ không để cho nó ảnh hưởng tới chuyện trang trại của chúng ta đâu. Cậu Nam, cậu Nam, cậu có bận gì không? Giúp chúng tôi một chuyện đi. Có chuyện gì? Mình đi. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới biết được một bí mật. Tôi biết cậu đang tìm ông Sam chứ gì. Tôi sẽ giúp cậu. Giúp cho tôi? Ừ. Bằng cách nào? Làm sao tôi tin anh được? Chắc chắn cậu phải tin tôi thôi. Anh nói đi, anh đã biết được những gì? Ông Sam vẫn còn sống đó. Trước đây ông ta đã từng sống trong một căn chòi lá phía sau nhà ông Y Tuyên. Đó là ngôi nhà mà anh đã chỉ tôi tới. Đúng vậy. Tôi có nghe người ta nói ông ta chỉ mới chuyển đi khỏi nơi đó chỉ có mấy tháng nay thôi. Người ta còn nói mỗi đêm trong căn nhà đó phát ra một tiếng sáo rất là huyền bí, mang âm hưởng rất thê lương, nặng nề là của ông Sâm đó. Tôi nghĩ đó là thói quen từ rất lâu của ông ấy. Người ta còn đồn là ông ta thổi sáo để gọi rắn. Khi tiếng sáo vang lên thì có rất nhiều con rắn độc xuất hiện. Quanh đây nhà không có. Vậy còn tiếng sáo phát ra từ đâu đây? Nam à, Nam. Mẹ, con làm gì ở đây vậy? Con không sao. Hả? Có chuyện gì nữa hả? Sao, sao mặt con kém quá vậy? Con không sao mà. À, có chuyện này con muốn hỏi mẹ. Đáng lý là chuyện xảy ra lâu rồi, con không muốn nhắc tới. Nhưng mà... Con muốn gì cứ hỏi đi, mẹ biết mẹ sẽ trả lời con mà. Đó là chuyện liên quan tới ông Sâm. Gần đây con biết được một số thông tin về quá khứ của ba và gia đình ông Sâm. Và con còn biết được là ông Sâm vẫn còn sống. Nam, làm sao con biết được chuyện này? Có một người nói cho con biết, cộng thêm lại xác minh của Tính nữa. Mà anh ta với ba ngày xưa thân tính tới mức độ nào mới biết rồi. Con càng biết quá nhiều chuyện, con càng cảm thấy day dứt. Chuyện của ngày đó con... Nam à, con phải nghe lời mẹ. Nhất định con phải nghe lời mẹ. Đừng cố tìm hiểu thêm chuyện này nữa con à. Sao vậy mẹ? Mẹ mong con đừng tìm hiểu thêm chuyện này nữa.
Mọi chuyện hãy để trôi vào quá khứ đi. Con càng cố quên, chúng ta càng chôn nó vào quá khứ, thì những lỗi lầm của ba ngày xưa gây ra, thì người chết vẫn đội mồ sống dậy đó thôi. Đừng, con đừng nói như vậy mà. Nam à, dù ba của con có làm gì thì ông ấy vẫn là ba của con mà. Ông ta không xứng đáng. Con càng biết quá nhiều vậy, con càng ghê sợ con người của ông ta. Nam à, ông trời có mắt, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Mọi chuyện hãy để ông trời định đoạt đi con. Con là con không nên phán xét ba mình. Còn mẹ, mẹ sẽ hàng ngày tụng kinh niệm Phật, mong giảm bớt phần nào tội lỗi của ba con. Chú đúng là một người đàn ông quyết đoán. Người đàn ông như vậy mới làm cháu ngưỡng mộ được chứ. Tại sao lại như vậy chứ? Hai người đó đã đến mức độ này rồi sao? Mình đã nhìn lầm người rồi. Bà chủ ơi, bà chủ, vô đi. Dạ thưa bà chủ, ông chủ kêu bà xuống có chuyện cần gặp á. Tôi biết rồi. Dạ. Chị hai nói, ông muốn nói chuyện với tôi hả? Bà ngồi đi. Lâu nay, công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Cho nên, tôi muốn bán trang trại đi, để lấy tiền đầu tư cho dự án mới. Ủa, thằng Nam nó biết chuyện này chưa? Tôi nghĩ chắc là nó sẽ không đồng ý đâu. Bởi vì trang trại là tâm huyết của nó mà. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đất của tôi muốn làm gì thì làm. Nó không được quyền có ý kiến. Huống hồ gì nó làm ăn thua lỗ. Tôi đổ bao nhiêu tiền cho đó rồi, bây giờ mất trắng hết. Bữa nay tôi nói cho bà biết, để bà bàn lại với nó. Hai mẹ con nói chuyện với nhau dễ hơn. Ông à, tôi nghĩ là không nên đâu. Ông hãy cho con nó thử sức thêm một thời gian nữa đi. Trang trại nó vừa mới thành lập chưa được bao lâu mà. Bữa nay bà sao vậy? Lâu nay tôi muốn làm gì thì làm, mà không bao giờ có ý kiến. Sao bữa nay bà đổi tính vậy? Bà còn dám lên mặt phê bình tôi nữa. Tôi biết là mình không có quyền xen vào. Nhưng mà ông không nhớ sao? Cũng vì mảnh đất này mà ông đã gây ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Rồi bây giờ, chẳng lẽ cũng vì mảnh đất này mà ông đạp đổ đi ước mơ của con trai mình hay sao chứ? Bà dám! Ông à, tôi xin ông, hãy nghĩ đến con trai của mình một chút. Ông nên tu tâm tích đức, đừng có chấp mê bất ngộ nữa mà. Bà im đi! Tôi muốn làm gì thì làm, không ai được quyền có ý kiến, kể cả bà và thằng Nam nữa. Ông à, ông đừng nghĩ nên nghiệp chướng nữa, phải để phúc đức cho con cháu nữa bà chứ. Cấm không? Hôm nay bà còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa hả? Chính bà mới là người ám á, lúc nào cũng mang bộ mặt hãm tài, làm cho tôi xui xẻo. Nhờ có chút gì cũng không xong, thà để tôi làm còn hơn. Mẹ đó. Kệ đó. Hừ.
Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, màn kịch phía sau còn dài. Chú làm sao vậy? Ai làm chú tức hả? Có chuyện gì nói cháu nghe đi. Thì con bộ vợ già đó, từ trước tới giờ cứ lo tụng kinh niệm Phật, bây giờ mày đặt ý kiến ý cò, đúng là không biết thân phận. Chú ơi, sao vậy? Có phải là cô ngăn cản chú bán miếng đất bên trang trại không? Cô làm sao vậy? Bộ cô không biết là việc kinh doanh của chú đang gặp trở ngại hả? Chú phải đối đầu với biết bao nhiêu là khó khăn không thể giải quyết. Sao mà cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của con trai cô? Cô không nghĩ thương cho chú gì hết á. Cô là vợ của chú. Cháu thật sự không muốn nói xấu cô đâu. Nhưng mà cháu thấy tức lắm. Cháu tức giùm chú. Trong khi cháu ăn không ngon, cháu ngủ không yên, ngày nào cháu cũng lo lắng cho chú. Vậy mà cô là vợ chú thì... Chú biết cháu lo lắng cho chú lắm, cho nên chú rất thương cháu. Cháu nhất định sẽ ở bên cạnh chú, dù cho khó khăn cách mấy cũng được. Chỉ có điều... Điều gì? Cháu cứ nói đi. Cháu cần gì, chú cũng cho cháu hết. Chú, cháu không có muốn mình cứ chú cháu cháu như vậy hoài. Cháu muốn được làm vợ của chú. Cháu muốn làm vợ của chú danh chánh ngôn thuận, chứ không phải là như vậy. Chú hiểu. Nhưng mà tạm thời cứ như vậy đi, nha. Chú không có thương cháu. Nè, nghe chú nói nè, dù sao á, bảy cũng là mẹ của thằng Nam, rồi chú còn ra xã hội nữa. Chú không muốn người ta đánh giá là chú mê gái đẹp mà bỏ vợ già, cháu hiểu không? Tạm thời vậy chú... đi. Nè, với lại làm người tình có gì là không tốt đâu. Chú hứa, chú sẽ không để cho cháu thiệt thòi đâu, nha. Nghe chú đi, chú thương, nghe cháu. Mẹ mong con đừng tìm hiểu thêm chuyện này nữa. Mọi chuyện hãy để trôi vào quá khứ đi. Bảo sao rồi? Ở nhà cả ngày không làm gì hết hả? Dân với Nam ở đây lo rất là nhiều chuyện. Tụi này mong Bảo lên lắm á. Đành vậy, dù sao thì Bảo cũng cần thời gian để suy nghĩ mà. Nhưng mà nè, nhớ gọi điện thoại cho Dân á, không có được quên Dân đó nghe. Bye Bảo. Em mới vừa gọi điện thoại cho Bảo đó. Anh ra ngoài chút. Anh Nam. Anh Nam giờ này làm sao vậy? Hình như là anh đang che giấu mình chuyện gì đó thì phải. Chú Cam. Chú đi đâu mà vội vàng quá vậy? Dạ. À, chú xuống giường ôm hả? Chú đi đi. Thank you.
Lão già đó đúng là quá tham lam. Gái đẹp thì mê, mà vợ nhà thì cũng không chịu bỏ. Ông cũng vậy, con trai ông cũng vậy. Rồi hai người sẽ thấy, con Mai này nhất định sẽ trả cho hai người lại gấp ngàn lần thứ mà hai người đã dây của tôi. Cô Mai ơi, ông chủ kêu cô xuống ăn sáng. Tôi không ăn. Nhưng mà ông nói... Đã nói là tôi không ăn mà. Nói với chú là tôi không muốn ăn. Không cần phải lo cho tôi đâu. Riết cứ không biết ai là bà chủ trong nhà này. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Dạ, ông chủ kêu tôi lên kêu cô Mai xuống ăn sáng. Vậy chị gọi cô Mai chưa? Dạ, tôi gọi rồi. Nhưng mà tôi thấy bất bình cho bà chủ quá. Ông chủ bây giờ công khai chiều chuộng cô Mai. Còn cô Mai thì... Thì sao? Nè, dì có không đồng ý cái gì tôi á thì nói thẳng trước mặt tôi hay là chú kìa. Tôi không thích cái kiểu nói xấu sau lưng nghe chưa. Tôi nói chuyện với bà chủ chứ có nói chuyện với ai xa lạ đâu. Mà cô nói tôi nhiều chuyện. Dì nói chuyện với ai cũng vậy hết. Khi mà nhắc tới tên một người mà không nói trước mặt người đó thì là thiếu minh bạch. Mai nè, chắc là cháu hiểu lầm rồi. Chị hai nãy giờ không có nói gì liên quan đến cháu hết. Đừng có làm khó chị. Cô nói vậy thì thôi, cháu đâu có dám nói gì nữa. Bà chủ, bà chủ coi thái độ của cổ kìa. Thôi bỏ đi. Mà chú, thì đúng là đáng lý ra cháu không nên để chú bận lòng vì cháu. Cháu hừ quá à. Chú cười cái đi. Chú cười lên đi. Chú đừng mặt cau có như vậy, cháu sợ lắm á. Nha, cháu xin lỗi rồi mà chú. Chú không thích những người phụ nữ lúc nào cũng đặt điều ngã giá với chú hết, hiểu chưa? Cháu hiểu rồi mà. Thôi được rồi, bữa nay cháu hứa cháu sẽ ngoan ngoãn như một con mèo luôn. Chú nói gì là cháu nghe cái đó. Chú chịu chưa? Được rồi, ngoan vậy chú mới thương chứ. Vậy nếu cháu ngoan, chú có thưởng cho cháu cái gì không? Ngoài cái chuyện ly dị ra, cháu muốn gì cũng được hết. Không phải là chú còn tha thiết với bà ấy, nhưng mà ngoài việc tai tiếng ra, rồi còn phải chia tài sản nữa, rắc rối lắm, cháu hiểu không? Cháu hiểu hết á. Tại cháu bậy quá à. Cháu muốn ở bên cạnh chú cho nên cháu mới nói như vậy. Cháu không có vậy nữa. Đó, vậy phải dễ thương không? Từ sáng tới giờ tôi thấy ổng cứ nằm một chỗ. Không biết ổng có bị trúng gió hay bị gì hay không. Lúc sáng tôi mới gặp chú đây mà. Chú Cam, chú thấy trong người không được khỏe hả? Nếu có chuyện gì á, chú cứ nói cho con biết nha. Còn chuyện ở trang trại, chú bệnh như vậy chú không cần phải lo đâu. Khi nào chú khỏe hẳn á thì tính cũng được. Chú mệt hả? Vậy chú nằm nghỉ đi. Chắc là chú bị say nắng thôi. Ra ngoài cho chú nghỉ nha. Dạ. Anh đi làm đi nha. Dạ. Ủa, từ sáng giờ anh Toại đi với anh Nam hả? Phải. Anh Toại đưa anh qua làng bên. Bên đó bà con đang nghiên cứu một loại cây lai ghép. Anh tính đưa công nghệ đó về trang trại của mình. Vậy hả anh? Hai người cứ việc nói chuyện đi nha. Tôi vô nghỉ một chút rồi đi làm. Ủa, vậy là mấy hôm nay anh đang tìm hiểu về kỹ thuật mới hả? Kỹ thuật mới có gì hay không anh? Có em, phát hiện ra nhiều điều thú vị lắm.
Bà chủ ơi, vô đi. Ủa, chị hai, có chuyện gì vậy? Tôi vô đây tôi chào bà một tiếng rồi tôi đi á. Chị đi, mà đi đâu? Dạ, tôi đi về quê á. Quê chị còn ai đâu mà về. Nè, có chuyện gì vậy? Tự nhiên chị muốn nghỉ việc rồi còn nói về quê nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói thiệt cho tôi biết đi. Ông chủ ông đuổi việc tôi rồi. Ông biểu tôi là phải đi ra khỏi nhà trong ngày hôm nay. Sao lại như vậy được? Chú ăn đi. Cảm ơn cháu. Tại ngon quá, cháu cũng ăn đi. Chú uống thêm nước đi. Ông à, tôi nghe chị hai nói ông vừa đuổi việc chị ấy phải không? Ừ. Sao chị không chuẩn bị đi đi? Ông à, chị hai đã làm việc cho nhà mình bao nhiêu năm rồi, chị ấy làm việc rất tốt, tại sao lại đuổi chị ấy chứ? Tôi là chủ nhà đây, tôi muốn đuổi ai là đuổi, không cần biết lý do. Ông à, ông làm việc cũng phải nghĩ đến cái tình một chút, huống chi thôi, thôi thôi. Bà đừng có dở giọng triết lý giáo điều với tôi nữa. Tôi nói đuổi là đuổi. Đi đi. Ăn đi. Sao giống chú Câm quá vậy ta? Nhưng mà chú Câm đang bị bệnh mà, không lẽ chú khỏi bệnh nhanh vậy? Cô Dân à. Ủa anh Toại. À, cô đi về lán của cô Nam hả? Dạ. Mà hồi nãy giờ nó ở đây hả? Ừ. Có gì không cô? Vậy anh có thấy chú Câm vừa đi ngang qua đây không? Đâu có. Tôi có thấy ai đâu. Mà hình như hồi nãy tôi đi kiểm tra vòng vòng, có thấy chú Câm, hình như chú Câm ngủ rồi mà. Vậy hả? Chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Rau mầm đợt này lên đều và đẹp quá anh ha. À, em nhớ kiểm tra độ ẩm giùm anh nha. Em biết rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ không cho độ ẩm vượt quá mức cho phép đâu. Em làm việc là anh yên tâm rồi. Có chuyện gì vậy chú? Anh đi với chú Cầm một chút nha. À, chào anh. Chào anh. Anh đem phân bón tới rồi à? À, giới thiệu với anh, đây là một số sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Theo khảo sát thì phù hợp với lại thổ nhưỡng và công nghệ của anh hiện giờ. Vậy à? Vậy còn chất lượng bên anh có đảm bảo cho bên đây được không? Dạ, à, anh cứ yên tâm. Dạ, để em lấy cho anh xem. Ở đây có một số thông tin về công ty và sản phẩm. À, anh có thể xem qua. À, vậy thì hay quá. Cảm ơn anh. Dạ, rất vui khi được hợp tác với công ty của anh. Cảm ơn anh. Chào anh. Để con phụ chú cho. Thank you.
Tôi đã làm theo ý của ông, nhưng tìm hoài mà không thấy đâu hết. Cứ tìm đi, ta chỉ mới đào được 3/4 thôi, cứ đào tiếp đi. Đi, nhanh lên. Hai ly trà đá chị ơi. Nhanh lên nhanh lên. Ừ rồi để đây. Dạ. Bưng cái này xuống bàn cuối đằng kia kìa. Dạ. Dĩ cơm thêm chị ơi, lẹ lên. Cho dĩ cơm thêm đi. Rồi rồi tôi nghe rồi, có liền đây. Đây chị bưng xuống đi. Dạ dạ. Nghe nói quán này ngon lắm, mình vô đây ăn đi anh. Gì hả? Ờ, ngồi đi em, đông quá. Thôi mình đi chỗ khác đi anh. Ờ em ơi hả? Còn ghế kéo ghế cho chỗ ngồi đi, vô đây ngồi đi. Ngồi đây nè em. Ừ. Em ăn gì? Cho em ăn hai gì cái cà đi cô. Ừ rồi nghe rồi. Nè bàn phía sau á. Mẹ. Ừ. Cô. Mẹ. Chỗ hai ly trà đá chị ơi. Ở quán mình đắt quá ha. Ừ cô phụ đi. Ừ con. Còn một dĩa nữa nha cô. Mẹ, một dĩa cơm gà kìa. Rồi rồi, cơm gà, cơm gà. Nè, cơm gà nè. Dạ, cảm ơn chị. Cho dĩa rau thêm gì ơi. Dạ. Mẹ, cơm thêm. Rồi rồi rồi, mẹ nghe rồi, mẹ nghe rồi. Cơm đi con lấy rau cho. Dĩa rau nè, con lấy cho mẹ. Cơm gì ơi. Ừ, con bưng đi. Dạ, dĩa rau của ai ạ? Dạ, rau thêm của ai. Cảm ơn nha. Dạ, con thêm gì nữa không? Dĩa cơm thêm. Có ăn thêm ngon. Dạ, cơm thêm. Hồi mẹ, công việc trong trang trại con sao rồi? Dạ, cũng bình thường mẹ. Ừ, bưng bằng đó. Dĩa cơm gà đi em ơi. Dạ, cho em gửi cơm thêm. Nhanh giùm chị cái đi em. Công chuyện cũng lu bu lắm. Nhưng mà mẹ hẹn với chị xíu rồi. Bận cũng ráng tranh thủ đi chùa. Đây, bưng ra bàn dạ. Kia. Mẹ. Mẹ ngừng tay chút xíu được không? Hả? Con ơi mẹ cái. Ôi trời ơi, khách đông kìa. Mẹ, cơm thêm kìa. Ừ nè. Em nghe nè anh. Em đang ở đâu vậy? Em vừa về thăm mẹ. Em đang định ghé qua cửa hàng rồi mới ghé qua trang trại. Dạ em về cẩn thận nha. Em biết rồi. Mày sao vậy? Em ơi, có sao không vậy? Nè, có chuẩn bị cô đó. Sao vậy? Nè, có sao không? Trời ơi, em ơi. Cấp cứu, gọi xe cấp cứu đi. Gọi giùm xe cấp cứu. Mọi người có thấy là cải xà lách của chúng ta tươi tốt mà không cần phải sử dụng thuốc tăng trưởng không? Mình không cần sử dụng thuốc tăng trưởng mà rau của chúng ta vẫn tươi tốt như vậy. Năm nay mình trúng mùa rồi. Đó là nhờ công của tất cả mọi người mà. Nè mọi người, thu hoạch cẩn thận giùm tôi nha. Dạ. Rồi. Anh nghe nè, em xong việc ở cửa hàng chưa? Vậy hả? Có chuyện gì vậy? Được rồi, anh tới liền. Có chuyện gì vậy? Cửa hàng của mẹ vừa gặp chuyện rồi. Tôi qua đó có sao cái đã. Được rồi. Đây lại là thủ đoạn của lão Sâm sao? Mẹ. Bác. Có chuyện gì vậy? Mẹ có sao không? Mẹ thì không sao. Nhưng mà mấy người trong đó bây giờ mẹ sợ quá. Bác bình tĩnh lên đi. Chuyện ngộ độc này xảy ra lâu chưa? Và có nhiều người bị cùng một lúc không bác?
Ừ, họ đang ăn cơm ở trong quán á, rồi tự nhiên người thì xỉu, người thì đau bụng, rồi người thì ói. Bác sợ quá, bác kêu xe chở hết vô đây luôn. Mà xưa giờ mẹ bán cơm đâu ai bị gì đâu. Tự nhiên lần này... Mẹ, mẹ sợ quá. Mẹ bình tĩnh lại đi, chờ bác sĩ ra coi sao đã. Bác sĩ, họ sao rồi bác sĩ? Chị là gì của bệnh nhân? Tôi là chủ quán cơm, còn họ là khách ăn trong quán của tôi. Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng một trong số họ không qua khỏi. Xin phép. Tức là... Mẹ. Bác à. Mẹ. Tỉnh đi bác. Mẹ ơi. Mẹ uống miếng nước đi mẹ. Từ sáng tới giờ mẹ không chịu ăn uống gì hết. Mẹ làm vậy con lo lắm. Mẹ rầu quá, không ăn uống được gì hết. Phải chi mẹ nghe lời con, đừng có ham lời thì đâu có chuyện đâu. Mấy lần trước mẹ cũng lấy hàng ở ngoài chợ của các mối quen, đâu có gặp sự cố gì đâu. Sao lần này lại gặp chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Mẹ nè, mẹ có hỏi người bán hàng nguồn gốc những sản phẩm mà mẹ mua là ở đâu không? Lần này mẹ đâu có lấy hàng chỗ cũ đâu. Vậy bác mua ở đâu? Cái người này là mẹ gặp lần đầu ở ngoài chợ á. Anh ta nói là muốn bỏ hàng giá rẻ để lấy mối lâu dài. Bác thấy như vậy bác ham lời quá, bác lấy luôn. Sao là như vậy chứ? Chào bà. Bà là Nguyễn Thị Ngọc. Dạ. Chúng tôi nghi ngờ bà bán thức ăn không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn tới ngộ độc hàng loạt và một nạn nhân đã tử vong. Mời bà theo chúng tôi về phối hợp điều tra. Ờ, mấy chú ơi, tôi cái chuyện này tôi không có cố ý. Tôi đâu làm gì đâu. Tôi ham mua đồ rẻ á, chắc là nó bị sao á, chứ tôi không có ý hại ai hết á. Mời bà theo chúng tôi về trụ sở, rồi bà sẽ trình bày sự việc sau. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Em mẹ à. Đừng đi em... mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, thank you.
Alo, Vân hả? Anh đang đứng trước nhà nè. Anh vô phòng khách ngồi đi, em xuống liền. Anh biết rồi. Em có sao không? Em không sao đâu. Cả ngày nay em có ăn uống gì đâu phải không? Anh có mua ít cháo cho em nè, em ăn đi. Thôi, em không ăn đâu. Cứ nghĩ mẹ ở trong đó là em... Em nghe anh nói đã. Anh biết là em lo cho mẹ, nhưng mà em cứ như vậy hoài thì mẹ biết tựa vào ai? Mẹ chỉ còn một người thân duy nhất là em. Em phải mạnh mẽ lên, làm chỗ dựa cho mẹ, biết chưa? Em biết rồi. Em phải mạnh mẽ lên mới đúng chứ. Chúng tôi vừa nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm từ tổ giám định pháp y. Theo kết quả cho thấy, chất độc trong người của nạn nhân trùng khớp với loại độc tố có trong rau xanh còn sót lại ở quán. Ừ, cái đó thì tôi không có biết. Tôi đâu có biết trong rau có độc đâu. Tôi không có cố ý. Vô ý hay cố ý, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy lời khai của bà. Nếu bà thành thật sẽ có lợi cho bà. Dạ. Bà có quen biết với nạn nhân không? Tôi không biết. Họ chỉ là khách tới quán ăn cơm thôi à. Thôi được. Vậy còn việc trong rau có độc, bà giải thích sao? Tôi đâu có biết là trong rau có độc đâu. Cái đó là rau tôi mua ngoài chợ. Ừ, thật ra thì hồi xưa giờ tôi mua rau muối ở chỗ khác. Nhưng mà lần này thấy cậu này cậu bán rẻ quá nên tôi mới mua. Mà cái cậu này trước giờ tôi chưa có gặp lần nào hết á. Hiện tại nghi can đang trong quá trình điều tra nên người nhà không được phép vào thăm. Nhưng mà... Vậy có được phép gửi đồ vô trong không anh? Anh điền đầy đủ họ tên vào đây và những món đồ mà anh muốn gửi cho nghi phạm. Dạ. Anh, em về rồi à? Dạ. Ngồi đi em. Việc mà tôi nhờ cậu đi xác minh sao rồi? Em đã vòng quanh chợ tìm hiểu. Đúng là trước hôm xảy ra vụ ngộ độc một hôm, bà Ngọc có đi chợ. Bà chủ tiệm ở gần đó kể lại có thấy bà Ngọc đi mua hàng của một người lạ mặt. Vậy bà ấy có biết thông tin gì về người lạ mặt đó không? Không, bà ta không mấy chú ý tới người lạ mặt đó. Vì bà Ngọc hay mua hàng của những người bán hàng nhỏ lẻ, bán hàng không rõ nguồn gốc. À, bên vệ sinh an toàn thực phẩm đã có kết quả xét nghiệm các loại mặt hàng rau củ quả được bày bán ở chợ. Anh xem qua đi. Kết quả cho thấy hầu hết các gian hàng ở chợ đều bày bán xen lẫn các mặt hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và theo kiểm tra thì các loại rau củ này có chứa dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng khá lớn. Nhưng không phải là loại thuốc cực độc có trong rau cải mà bà Ngọc mua từ người lạ mặt đó. Em còn được biết loại thuốc độc hại này rất ít người sử dụng. Hầu như không ai trồng rau cải mà phun xịt loại thuốc này lên rau cải của mình hết. Vậy tức là mấu chốt vấn đề nằm ở người bán rau cải lạ mặt đó. Ừ. Không loại trừ đây là một âm mưu do cạnh tranh không lành mạnh. Hả?
Hôm bữa mẹ có nói với em là hôm đó mẹ không có mua rau củ quả của những người quen, mà mua rau của một người mới tới bán. Nhưng mà em đã đi hỏi rất nhiều người rồi mà không ai biết người đó hết. Tại sao lại như vậy chứ? Người mới tới thường được mọi người chú ý lắm. Em với anh đã đi hết khu chợ rồi mà cũng không ai biết về người lạ mặt đó hết. Anh ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Mẹ của em. Em cứ bình tĩnh ra, để mình hỏi vài người đó coi rồi tính sao nha. Biết bà Ngọc hay mua rau ở chợ này không cô? Cô muốn hỏi bà Ngọc, bà chủ tiệm cơm Ngọc Dân phải không? Dạ đúng rồi, bà Ngọc là mẹ của con đó cô. Cô ơi, mấy ngày gần đây nhất cô có biết bà Ngọc mua rau của ai không cô? À tôi nhớ cậu ta mặt lạ lắm. Mà lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tới đây. Bữa đó bà Ngọc có ghé vô đây mua một ít rau. Sau đó bà Ngọc đi ra. Lúc trở ra thì cậu ta kéo bà Ngọc lại hỏi là có mua rau không. Hai người nói gì đó, bà Ngọc mua một lượng rau lớn rồi chở đi luôn. Cô ơi, vậy bây giờ cô có biết cậu ta bán hàng ở chỗ nào không vậy cô? Từ cái hôm mà bán cho bà Ngọc tới giờ á, cậu ta dọn hàng đi đâu mất. Mấy hôm nay cô cũng không thấy tới nữa. Mà cô đoán chắc là cậu ta bán chui, không có đăng ký gian hàng, nên cô nghĩ là cậu ta đi luôn rồi. Cho nói thật với chú, cháu rất là mệt mỏi. Khi nào chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của ba cháu thì cháu không yên tâm một chút nào hết. Cháu không biết phải làm sao đây nữa. Ủa hai người đang ngồi nói chuyện gì đó? Nắng quá cho nên tôi với chú Sâm vô đây ngồi cho mát một chút. À, cậu không đi với cô Dân sao? Sáng nay tôi bận việc gấp nên tôi phải quay về. À, sắp tới với Dân bận nhiều việc lắm, có gì nhờ chú với anh Toại chỉ bảo công nhân giúp tôi nha. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi với chú Sâm lo chứ đâu. Còn cái chuyện thời gian gần đây tôi không còn tâm trí đâu nghĩ tới chuyện đó nữa. Để tính sao đi. Thôi tôi về phòng thí nghiệm đây. Coi mày gỡ vụ này thế nào. Mẹ hả? Mẹ có khỏe không? Sao con nhìn mẹ ốm đi nhiều quá. Con có mang ít đồ vô cho mẹ, con gửi cán bộ rồi. Mẹ khỏe, mẹ không sao hết. Mẹ có cần gì thêm á thì mẹ cứ nói, có gì con gửi cho cán bộ nha. Mẹ không cần gì hết. Quán của mình bây giờ làm sao? Dạ quán đóng cửa rồi mẹ. Con có gửi tiền cho mấy anh chị nhân viên để người ta đi tìm công việc khác rồi. Còn gia đình của người chết á, họ có tới làm khó dễ gì mình không? Dạ không mẹ. Mẹ đừng có bận tâm. Con cũng đã tính tới chuyện đưa tiền bồi thường cho người ta rồi. Bây giờ chỉ chờ tòa phán xét nữa thôi à. Mẹ phải ráng giữ gìn sức khỏe. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nha. Thật lòng thì con cũng chưa muốn bán căn nhà này đâu. Nếu không gì, con hy vọng là con với chú sẽ hoàn thành sớm giao dịch này. Tại vì bây giờ con rất cần tiền. Chú sẽ nhanh chóng thu xếp trong một tuần này thôi, rồi sẽ giao đủ tiền cho cháu. Dạ. Chào cháu. Dạ, chú đi. Cảm ơn chú nhiều ạ. Alo, tôi nghe đây. Có luật sư muốn gặp tôi hả?
Dạ được rồi, tôi sẽ đến đó đúng giờ ạ. Cảm ơn ông. Chắc là phải giải quyết mọi chuyện như vậy thôi em à. Xem ra thì cũng ổn rồi. Em cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Mọi chuyện rối rắm quá. Em nghe anh nói nè. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Điều tốt đẹp sẽ đến với em. Bây giờ em là chỗ dựa, là niềm tin duy nhất của mẹ. Chính vì vậy em không được gục ngã. Em phải cứng rắn lên. Anh tin là em sẽ làm được. Em sẽ làm được. Em còn phải lo cho mẹ của mình nữa. Em sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em. Nhớ nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh phải qua nhà thăm mẹ anh. Mẹ nghe tin bác gặp chuyện cũng đổ bệnh luôn rồi. Anh cho em qua nhà thăm bác nha. Thôi, để hôm khác đi. Em đang mệt mà. Tranh thủ nghỉ ngơi nha. Ừ. Anh đi. Kìa mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi nữa đi? Mẹ không sao. Mẹ đang trông con về đây nè. Sao? Tình hình bên nhà Dân sao rồi con? Dân mới vừa lo xong thủ tục bán nhà. Bây giờ chờ phán quyết của tòa án và bên bị hại để bồi thường cho họ. Vậy còn mẹ Dân thì sao? Bà ấy có bị phạt tù hay không? Hiện tại thì những lời khai của bác ấy không có căn cứ, với lại không tìm ra được người bán rau, cho nên là khó kết án được. Bây giờ phải chờ bên cơ quan điều tra thôi. Tội nghiệp chỉ quá à. Tự nhiên tay quà ập xuống đầu. Nè, con phải dành nhiều thời gian để động viên an ủi bé Dân nha. Chắc là con bé đang đau buồn lắm đó. Dạ, con biết rồi. Bữa giờ nhà Dân gặp chuyện không may, anh chạy đôn chạy đáo lắm hả? Đúng là ông trời có mắt. Cô nói đúng lắm. Ông trời có mắt. Chính vì vậy, không sớm thì muộn, cô cũng phải trả giá cho những tội ác mà cô gây ra. Ủa, Bảo. Bà có nghe chuyện của bác? Chuyện đến bất ngờ quá. Dân rất là hoảng loạn, không biết phải làm sao hết. Cũng may là có anh Nam ở bên cạnh, nếu không Dân không biết phải làm sao. Xin lỗi vì Bảo đã không giúp được gì cho Dân. Bảo không việc gì phải ái nái đâu. Dân biết Bảo là một người bạn tốt mà. Cho dù không ở bên cạnh Dân, nhưng lúc nào Bảo cũng lo lắng cho Dân mà, đúng không? Mẹ Dân thế nào rồi? Dân có vào thăm bác không? Bác ổn chứ? Mẹ rất là buồn, rất là hối hận. Ở trong trại giam mới có mấy ngày thôi mà mẹ ốm lắm. Dân lo cho mẹ quá. Nhưng hãy phấn chấn lên. Bây giờ Dân là chỗ dựa duy nhất của bác, nên Dân càng phải kiên cường hơn nữa nha. Có khó khăn gì cứ nói với Bảo, Bảo sẽ không từ chối đâu. Dân biết rồi. Cảm ơn Bảo nha.
Bảo biết không, dạo gần đây á, anh Nam đang nghiên cứu giống cà pháo cho trái tròn như là trái cà chua vậy đó, rất là thành công. Có vẻ như là kỹ thuật lai tạo giống của anh ấy đã tiến bộ một bậc rồi đó. Anh. Thôi, bà có việc phải đi. Có thời gian bà quay lại thăm Dương sao? Anh lên Đà Lạt mà sao không báo trước cho em biết vậy? Em cứ tưởng vài hôm nữa anh mới lên chứ. Dạ, chị uống gì vậy? Cho ly nước cam. Dạ. Anh gặp Dân chưa? Rồi. Gặp luôn anh Nam chưa? Em nhìn anh là em đoán được rồi. Anh cứ thụ động hoài vậy, đâu có được. Lúc mà đứng kế anh Nam, anh chỉ là cái bóng mờ nhạt thôi. Thôi đi, anh tới đây không phải để nghe em nói mấy chuyện dớ dẫn này đâu. Anh đừng có nóng mà. Anh phải nghe em nói hết đã chứ. Những gì mà em nói cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cho cái em nữa đúng không? Anh đừng có nói là anh không biết em đang muốn nói đến chuyện gì nha. Nghĩ ra thì anh cũng tội thiệt. Làm kẻ đến sau của người ta, người anh yêu thì lại không yêu anh. Trang trại mà anh dốc hết sức để mà gây dựng thì lại hoàn toàn nằm trong tay của người khác. Anh tuyên bố kỹ thuật lai giống cà pháo cho trái tròn là không làm được, nhưng anh ta vẫn cố tình qua mặt anh đó. Anh ta làm vậy để muốn bỉ mặt anh thôi. Anh Nam này quá đáng thiệt. Thôi được rồi, anh không muốn nghe những chuyện này nữa. Ok. Vậy thì tụi mình sẽ nói về kế hoạch chinh phục trái tim người mình yêu nha. Dạ mời chị. Em làm được sao? Tất nhiên là làm được rồi. Nhưng phải có sự giúp đỡ của anh. Về chuyện của Bảo á, chúng ta đã làm bạn với nhau nhiều năm rồi. Tính tình Bảo ra sao anh cũng hiểu mà. Bảo là người rất tốt. Có một số chuyện xảy ra khiến cho quan hệ giữa anh với Bảo không còn như trước nữa. Mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng mà tình bạn của chúng ta vẫn quan trọng hơn mà. Anh à, em hy vọng là anh với Bảo sẽ hàn gắn lại. Ba chúng ta sẽ vui vẻ như xưa nha. Anh hiểu. Em muốn tốt cho tụi anh. Nhưng vấn đề không phải là do anh, mà là do thằng Bảo. Bảo nó đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Từ trước tới giờ Bảo không phải là người như vậy. Nhưng nếu anh... Em có nghe thấy gì không? Hay là em về nhà trước đi. Nhanh lên. Anh... Nhanh lên. Anh à, anh phải cẩn thận đó. Anh Nam. Thank you.
Ai? Chú cô, dừng lại đi. Buông ra. Chú đi rồi. Đi. Anh em ơi. Anh em. Anh em ơi. Anh em. Anh em ơi. Anh em. Anh em. Anh em. Anh em ơi. Anh em. Anh bị sao vậy? Anh ơi. Anh có đau lắm không? Anh không sao. Ai là người đã đánh anh vậy? Anh không thấy. Mình về đi anh ơi. Ở đây ghê quá hả? Tao phải giết nó. Tao phải giết cái thằng súc sinh đó. Chú bình tĩnh đi. Chú điên rồi hả? Chú điên rồi hả? Tại sao chú muốn giết nó? Nếu mà tôi không ra tay cản kịp, chú đã giết nó rồi đúng không? Phải. Tao đã mất hết kiên nhẫn. Phải ẩn mình ở đây nè. Chờ tới bây giờ mới có cơ hội trả thù Lão Thịnh. Chỉ bằng cách giết chết đứa con trai duy nhất của nó, để không còn người nói giỏi, lão ta sẽ đau khổ sống không bằng chết. Trời ơi, chú điên rồi hả? Hận thù làm cho cái lý trí của chú bị mất hết rồi hả? Tôi nhắc cho chú nhớ, kẻ thù của chúng ta là ông Thịnh, chứ không phải là thằng Nam, chú biết chưa? Tao không biết. Bất cứ ai liên quan đến đó, tao đều không tha. Chú thôi đi. Chú tưởng chú nói vậy, tôi sẽ tin lời chú hay sao? Tôi biết quá rõ mà. Mục tiêu của chú là cái gì? Là cái gì? Hàng đêm chú lo mò trong khu vườn là cái gì? Chú tìm cái gì? Rương vàng đúng không? Mày nói cái gì? Rương vàng gì? Mày nói cái gì tao không hiểu. Rương vàng ở đâu? Rương vàng này cho ba tôi, chú và hai người nữa chôn tại khu đất này. Tôi nói không đúng hả? Thật ra tôi đã nghe mẹ tôi kể hết rồi. Về cái rương vàng và tấm bản đồ, tôi muốn chính miệng chú kể cho tôi biết, nhưng chú đã không làm điều đó. Cậu thì biết được bao nhiêu? Vì nó xưa rồi, bây giờ không còn rương vàng nào nữa. Nếu không có rương vàng thì chú ẩn nấp ở đây làm cái gì? Mẹ tôi nói đúng mà, chú không phải là người tốt. Lúc nào mẹ tôi cũng căn dặn phải đề phòng chú. Cậu quả thật là không thừa chút nào. Thì ra nó tới đây là vì rương vàng, không phải đi trả thù cho ba nó. Em luôn có những linh cảm không hay về chuyện xảy ra gần đây. Em sợ lắm anh ạ. Hình như tất cả đang nhắm vào chúng ta thì phải. Anh biết. Anh nè, Mình kết thúc sớm công việc ở đây đi. Có thể là tạm ngưng một thời gian cũng được. Mình tìm nơi nào đó để làm lại từ đầu nha. Em bình tĩnh đi. Tại sao lại phải đi? Trong khi đó chúng ta không làm được gì sai hết. Vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai, mà rõ ràng đây là một âm mưu đó. Nếu đó là kẻ thù, dù anh có đi đâu chăng nữa, hắn ta cũng sẽ tìm ra thôi. Nhưng mà mình đi nơi khác sẽ an toàn hơn mà. Ở đây em sợ lắm. Anh không đi đâu hết. Anh muốn biết kế tiếp chiêu trò của hắn ta là gì, và mục tiêu của hắn ta ra sao. Sáng nay trước khi tưới nước, tôi đã thấy các kệ nó bị như vậy rồi. Cô coi đi.
Không thể nào như vậy đâu. Không thể nào như vậy được. Hôm qua tôi kiểm tra thì tất cả rau mầm đều sinh trưởng bình thường. Vậy mà hôm nay chỉ trong một đêm thôi đã trở thành như vậy á. Có khi nào tối hôm qua mình tưới nước nhiều quá, nước nó đọng lại gây ra ngập úng không? Không có khả năng đó. Vì dưới mỗi khay có một lớp xốp và sơ dừa thấm hút nước rất là tốt mà. Vậy thì nguyên nhân từ đâu chứ? Chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên bên trang trại không thể giao hàng cho bên siêu thị vào ngày mai được. Em thông cảm cho anh nha. Siêu thị của tôi mở cửa kinh doanh mỗi ngày, bây giờ không có hàng để bán. Anh có biết là mỗi ngày chúng tôi phải tổn thất bao nhiêu hay không? Thật sự chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà, anh mong em thông cảm cho anh. Tôi làm kinh doanh chứ không phải làm từ thiện. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên bên trang trại không thể giao hàng cho bên siêu thị vào ngày mai được. Em thông cảm cho anh nha. Siêu thị của tôi mở cửa kinh doanh mỗi ngày, bây giờ không có hàng để bán. Anh có biết là mỗi ngày chúng tôi phải tổn thất bao nhiêu hay không? Thật sự chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà, anh mong em thông cảm cho anh nha. Tôi làm kinh doanh chứ không phải làm từ thiện. Chuyện gì cũng thông cảm cho anh thì làm sao mà được đây? Cho dù anh nói chuyện với ba tôi hay là ai đi chăng nữa thì nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Anh làm sai hợp đồng thì phải bồi thường. Đó là điều tất nhiên mà. Có gì thắc mắc thì anh cứ liên hệ với luật sư để được tư vấn thêm. Vậy nha, chào anh. Trang trại Trường Thịnh làm sai hợp đồng, không giao hàng đúng hẹn. Em đã kêu họ bồi thường theo hợp đồng. Anh không có ý kiến gì chứ? Đã là công việc á thì cứ xử lý đúng như hợp đồng thôi. Phải anh không vậy? Em nghĩ là anh sẽ phản đối kịch liệt lắm đó chứ. Trang trại Trường Thịnh bây giờ với anh không còn liên quan gì hết. Anh tính đợt hàng này thiệt hại bao nhiêu vậy anh? Nếu tính luôn khoản bồi thường đợt này thì số tiền đó không có nhỏ đâu. Mình vẫn còn nhiều nguồn thu khác, mình có thể lắp vào được không anh? Khoản đó mình để chi trả cho công nhân rồi, tiền phân bón, tiền hạt giống nữa. Nếu không tính vào khoản hợp đồng thì mình có thể giải quyết được rồi. Đằng này anh cũng không biết phải nói sao nữa. Anh cảm giác mọi chuyện giống như là đang dồn chúng ta vào đường cùng vậy. Anh rất là mệt mỏi thôi. Anh à, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hay là anh đi ra ngoài dạo chút xíu đi. Biết đâu đầu óc thư giãn, tụi mình sẽ nghĩ ra được cách gì đó tốt hơn. Hai anh vẫn ổn chứ? Ừ, anh bình thường. Em vừa đến trang trại về, có điều này không biết có nên nói với anh hay không? Em cứ nói đi. Em nghe anh Nam nói chuyện với Dân, anh ấy cho rằng là do anh thù cá nhân nên cố tình trả đũa làm khó anh ấy bồi thường hợp đồng. Tao nói cho mày biết, tao không phải dạng tiểu nhân như mày tưởng đâu ha. Mày nên nhớ, nếu mày không làm gì sai á thì không ai có thể làm khó được mày đâu, mày biết chưa? Bảo hả? Dân đây mà. Xin lỗi, Bảo không biết là Dân. Anh Nam ra ngoài có việc rồi, để quên điện thoại ở nhà. Mà Bảo nè, Bảo làm sao vậy? Giọng của Bảo nghe căng thẳng quá. Không có gì đâu. Bảo sẽ nói chuyện với Nam sau. Bảo à, Dân có chuyện muốn nói với Bảo. Thôi Bảo có việc bận rồi, có gì bà nói chuyện với Dân sau nha. Vậy ha. Chúc quý khách ngon miệng. Cảm ơn cô. Nào, mời cháu. À không, mời em. Uống đi em. Chú đừng kêu vậy mà, cháu ngại lắm. Kêu bằng chú á
thấy chú già lắm ha. Có gì đâu mà ngại. Trước sau gì á, mình cũng sửa đổi xưng hô mà cháu. Không được đâu chú. Kêu vậy rồi mốt lỡ mà quen miệng cái trước mặt cô, rồi trước mặt anh Nam nữa, kêu lộn là chết luôn á. Anh đã nói rồi, đừng nhắc bà ấy trước mặt anh nữa. Thôi ăn đi em. À chú, cái chuyện mà qua bên trang trại kiểm tra hôm bữa cháu nói với chú á, sao chú không làm đi? Bên đó bây giờ rối dữ lắm. Được rồi, để bữa khác đi. Bữa nay đang vui, nhắc tới mất vui. Để rồi chú tính. Ăn đi. Cả dược ớt bắt đầu có dấu hiệu sâu bệnh mất rồi. Em cảm thấy rất là lạ. Tại sao cùng một lúc cả trang trại từ rau mầm cho tới tất cả các loại rau quả khác đều bị nhiễm sâu bệnh? Mà mùa này á, đâu phải là mùa dịch bệnh đâu, mà mỗi loại nhiễm bệnh đều khác nhau nữa chứ. Bởi vì không phải là dịch bệnh nên rất khó cho chúng ta trong cách điều trị. Mỗi loại có thể trại khác nhau, chúng ta không thể nào phun thuốc theo kiểu đại trà được. Mọi người kia kìa, rắn nhiều quá. Rắn từ trước tới giờ đâu có thấy nhiều như vậy đâu, sao mấy ngày hôm nay toàn là rắn không? Rắn nhiều như vậy tôi không dám làm ở đây nữa đâu anh Nam à. Không có việc gì đâu, mọi người cứ việc làm tiếp công chuyện đi nha. Dạ. Mọi người đi đâu hết cả rồi? Tôi tìm hoài không thấy người nào hết. Chắc là mọi người quan sợ chuyện đáng trọng cho nên bỏ đi hết rồi. Tại sao một lúc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Tới nước này người ta bỏ đi, mình cũng đâu trách họ được đâu. Thôi đi, mọi chuyện để tính sau đi. Anh Toại nè. Dạ. Tôi nhờ anh một lát nữa đi kiểm tra xung quanh khu vực rừng giùm tôi nha. Xem có gì bất thường hay không. Tôi phải ở lại kiểm tra sổ sách của tháng này nữa. Cậu cứ việc để tôi. Cảm ơn anh. Dạ. Kiểm tra sao mà về đây? Chú ở đây rồi, kiểm tra chi cho nó mất công?
Cậu muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi. Hai người họ không biết. Chứ còn tôi, quá rành về chú mà. Những cái trò mà chú bày ra, hại người ta tới con đường cùng. Cuối cùng, chú vẫn đóng vai người tốt. Công nhận, chú cũng ghê gớm thiệt. Nếu biết là tôi, sao cậu không tố cáo tôi với họ đi? Tôi chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lợi ích hết. Dù gì, tôi và chú vẫn đi trên một con thuyền mà. Tấm bản đồ trên người của chú, tôi cũng có phần. Chú nên nhớ, vì cái rương vàng đó mà ba tôi đã bỏ mạng. Cho dù ba tôi không còn, nhưng một nửa của cái rương vàng phải thuộc về mẹ tôi và tôi. Tôi nói như vậy có hợp lý không? Thôi được, nếu cậu tìm giúp tôi, tôi sẽ chi cho cậu nửa rương vàng đó. Được, nhưng với một điều kiện. Chú cứ nói. Cậu không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả con gái của tôi. Con gái của chú không biết chuyện này à? Ừ, tôi chưa hề nói với nó. Tốt nhất là không nên cho nó biết thì tốt hơn. Được. Một nửa rương vàng sẽ thuộc về cậu à? Được thôi, chỉ sợ tới lúc đó cậu cũng sẽ giống như ba cậu, không còn mạng để mà hưởng. Anh nhớ Đà Lạt hả? Nếu anh nhớ thì quay lại đó đi. Em nghĩ là hai người đó cũng sẽ chào đón anh quay lại thôi. Còn không thì kèm thêm một điều kiện, siêu thị mình sẽ rút đơn kiện họ. Anh không phải là một người sống cơ hội. Bản thân anh cũng có lòng tự trọng của anh chứ. Anh đừng có tự ái hảo nữa. Bản thân anh không giỏi hơn anh Nam, càng không thể thắng anh ta để giành lấy dân. Anh đã thua, và thua rất thảm hại. Em im đi. Anh không thua Nam, anh cũng không giành dân với Nam. Em hiểu chưa? Có chắc là anh đang nghĩ đúng như vậy không? Sống thật với mình có tốt hơn hay không? Em là em gái của anh, không phải em ghét anh, mà là em không muốn thấy anh mình thất bại như vậy. Tốt nhất á, em đừng bao giờ nhắc tới chuyện này trước mặt anh nữa. Em hiểu chưa? Nếu không á, anh sẽ không thích xấu đâu. Anh, anh uống ly sữa nóng đi cho khỏe. Mà anh đó nha, hạn chế nhìn vào màn hình vi tính đi, như vậy không có tốt cho mắt đâu đó. Nè, anh uống sữa đi cho nóng. Ủa anh, sao tháng này á trang trại của mình chi tiêu nhiều dữ vậy? Khoản dây đầu tư mùa này không có thu hoạch lại được, coi như là mất trắng hết rồi. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh? Liệu mình có vay được ngân hàng nào để đáp vào không? Ngân hàng thì chưa đóng lãi, vốn còn có đó thì làm sao mà vay thêm được. Anh cũng đang nghĩ tới mẹ, nhưng mà tuy là sống cùng ba anh trong căn biệt thự bề thế như vậy, nhưng anh biết tính mẹ. Mẹ không có tích cóp riêng cho bản thân của mình. Bây giờ mà anh hỏi mẹ chẳng khác nào để cho mẹ phải lo lắng thôi. Anh à, anh có nghĩ tới là mình nhờ ba của anh giúp đỡ không? Anh cũng không biết mình đang muốn cái gì nữa. Anh càng lúc càng mâu thuẫn. Ngoài miệng nói là không cần giúp đỡ, nhưng cũng không phải.
Trang trại bây giờ đang rất cần tiền. Anh biết điều đó. Chỉ cần anh lùi một bước thôi, anh tới anh nói chuyện với ba. Nhưng mà anh đừng tạo áp lực cho mình nữa. Em nghĩ á, anh thấy việc gì cần làm thì anh cứ làm. Em lúc nào cũng ủng hộ anh mà. Anh xin lỗi em. Tại sao lại xin lỗi em? Anh biết em đang phải gặp chuyện buồn của gia đình, mà anh lại để em phải chịu gánh nặng cùng anh. Anh cảm thấy mình vô dụng quá, không làm được gì cho em hết. Anh đừng có nói như vậy. Anh đã làm cho em rất nhiều rồi. Em không đòi hỏi gì ở anh nhiều nữa đâu. Em chỉ cần anh ở bên em, chia sẻ tất cả mọi chuyện với em. Chỉ cần anh đối xử với em như vậy là em hạnh phúc lắm rồi, anh biết không? Nam, anh về nhà chơi hả? Cô đi chùa rồi, trễ lắm cô mới về á. Tôi tìm ba tôi. Ba anh? Chú cũng đang bận việc bên xưởng rượu á, cũng không có về sớm đâu. Anh về nhà rồi, để em rót nước cho anh uống nha. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Em nghe nói bên trang trại đang gặp nhiều vấn đề lớn phải không? Chuyện gì? Thì sâu bệnh, côn trùng lạ, rồi còn có rắn nữa. Rồi thêm chuyện công nhân đòi nghỉ làm, rắc rối bên siêu thị nữa. Xem ra cô cũng biết nhiều chuyện từ trang trại quá ha. Chẳng trách sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc như vậy. Từ cái ngày mà anh cấm không cho tôi qua bên trang trại, làm gì tôi biết được chuyện riêng của anh hả anh Nam? Chẳng qua là tiếng xấu đồn xa thôi, mà không phải một mình tôi biết đâu nha. Chú cũng biết hết chuyện của anh đó, là anh đang gặp khó khăn. Mà chú hay lắm, chú vừa mới nói với tôi là trước sau gì anh cũng qua đây xin chú giúp đỡ. Chú đoán đúng ghê ha. Chuyện giờ hay không giờ là chuyện giữa tôi và ba tôi. Cô đang xen quá nhiều vào chuyện gia đình của tôi rồi đó. Tôi đâu có dám anh Nam, nhưng mà tôi thấy lạ quá. Một người đàn ông tự cho mình là bản lĩnh mà, từ xưa đến giờ anh có làm gì cũng đâu để ai giúp đỡ anh. Sao vậy? Lần này hết cách rồi hả? Chắc anh phải xuống nước quá, cầu xin ba anh giúp đỡ ha. Vậy thì anh cũng đâu có tài giỏi gì đâu. Tôi thất vọng về anh quá. Cô đừng có quá đáng. Tôi nói cho cô biết. Thôi đi. Chú. Có chuyện gì vậy? Nghe bà hỏi không? Con làm gì cô Mai vậy? Nếu ba muốn biết chuyện gì, ba hỏi cô nhân tình bé nhỏ của ba kìa. Cái gì? Anh nói gì vậy? Mày nói ai nhân tình? Nè nè, mày đừng có cùng đường rồi về đây gây sự nha. Tôi gây sự à? Bao nhiêu năm qua tôi ráng chịu câm chịu điếc vì tôi không muốn mẹ tôi buồn. Còn cô ta càng lúc càng quá đáng. Bản thân mình làm sai còn về để kiếm cớ gây sự người khác. Mày đừng tưởng những việc mày làm tao không hay không biết. Ngay cái chuyện trang trại cũng vậy, tao đã cản từ đầu rồi mà không chịu nghe. Ráng làm rồi bây giờ có ra trò trống gì không? Mày nhìn lại bản thân mày đi, mày có làm được cái gì chưa? Hay là bây giờ sáng mắt ra đỡ đàn chồng chất rồi mang mặt gì đây xin tiền? Tao thất vọng vì mày quá. Đúng là lúc đầu tôi có ý định quay về tìm sự giúp đỡ của ông, nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Dù bây giờ tôi có ngồi tù đi chăng nữa,
vì những khoản nợ mà tôi gây ra. Nhưng tôi thề với lòng, tôi sẽ không bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ ông đâu. Mày, em có sao không? Thằng bất dạy.